thu có một quan điểm là yêu ai thì yêu hết mình ừ. cho đi hết mình và không quá là quan trọng cái việc mình nhận được lại cái gì minh thu thì ngoài là một diễn viên truyền hình thì còn à. có công việc là một diễn viên sân khấu bên cạnh đó thì thu còn một vị trí công việc nào khác nữa không hãy chia sẻ cho khán à, giả công việc là mẹ à, à. <laughs> đó. và kinh doanh nữa thật ra là bản thân em luôn luôn muốn là mình phải có tràn đầy năng lượng để mình làm việc cũng như là mình sống thì uh, tất cả những cái công việc đấy em đều cảm thấy lúc nào mình cũng tích cực lúc nào mình cũng đầy năng lượng và cái quan trọng là vẫn là con mình bởi vì uh, khi mà em đi làm như này thì em không được chăm sóc con và bị gọi là xa con đấy nên là khi mà ở bên cạnh con thì em dành tất cả mọi thứ tập trung vào cho con thôi thì em nghĩ là uh, ở về bé voi thì em sẽ ưu tiên một chút xíu hơn là cái năng ừ. lượng cũng như là toàn bộ mọi thứ của em sẽ dồn cho voi hơn là ừ. những cái việc kia. Mọi người thì có tìm hiểu và nếu như khán giả quan tâm tới Minh Thu và theo dõi cô nàng này trên mạng xã hội thì hình như là mọi người cũng đoán được là tôi cũng mới <laughs> có một tình yêu mới đúng không? Ừ. À, trong phương lý tò mò một chút đi trong tình yêu thì Minh Thu sẽ à, sẽ là một người như thế nào và với Thu thì điều gì sẽ là quan trọng nhất để có ừ. thể gìn giữ và làm cho tình yêu đó trở nên? tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thật ra với thời điểm hiện tại thì Minh Thu không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của mình trên sóng ừ. truyền hình, mạng xã hội thì ok có thể vui vui không sao cả. Thế nhưng mà dù gì thì Thu cũng muốn chia sẻ rằng là con người Thu trong tình yêu là Thu có một quan điểm là yêu ai thì yêu hết mình, ừ. cho đi hết mình và không quá là quan trọng cái việc mình nhận được lại cái gì đương nhiên là tình cảm mình cũng vẫn phải là phải cảm nhận được tình cảm từ đối phương thì mình mới cho đi được nữa chứ cũng không thể nào một phía được như mấy anh được thế nhưng mà đấy có một cái là mình cứ yêu đi mình cứ cho hết mình đi để ít ra người ta sẽ thấy được rằng là mình mình có yêu người ta mình vì người ta như thế nào và có một cái là em nghĩ rằng là mình cần phải thẳng thắn với nhau trong mọi vấn đề để giải quyết cùng nhau chấm dứt xong cái vấn đề đấy ừ. chứ không để dai dẳng không để lâu dài thì như thế nó mới tồn tại được mối quan hệ lâu dài được không?